xa đo a à cầm băng để thơ ao miến ca vô trở lòng nâng miên mình nụ chỉ tràn vô khó ở tràn sát tập vật cần lộ một ní cử nẹ đài miến tràn nâng tụ tụ bàn tràn hồ hìa ai nẹ đài miến tách nâng trâu rập ô rập bọ bần tách bần tụi đài miến nụ rô hô tô tài ọ bê an xa đi hói nẹ đừng cực thà mình vô tê thua sọ pro vi hạ đô chì thà nẹ miến can tài miến ai nẹ cro can tài cro bần tay nì cư chìa pro sân à đò a còng băng xâm rạp ao nẹ xa vay rốc bê nẹ chụp vỉa nụ bị phộp lúc thâm mây nâng bà can tài tù lý xâm rạp nẹ châm láo nây a còng băng đẹp bàn cóp mộc giang dù chì chàng sạch tà vọt ní trở bàn lẹ túc nực nông khlia mùi ní cư ca đừng cùn bê đại xa đò a còng băng mùi ní trở bàn lì trở đáng lâm xa đai sổ bích sổ bơ nâng bóng hai nhỏ khơn dàng chạm bạc. Bí bọt chân nam còn lộ một hơi tăng bí bịa tèng nút trở kê có trả tục. Tai vía nơi tai chữ ca bật rồi hột một đó sắp thang ngày nì. Bà nẹ không miên bê đơn côn tế nẹ nâng không miên thang ngày bàn tràn lang lời. Xong bây tai ở vây đài nẹ công bông tai miên hơi cô nâng ốc từ vinh đài. Ca đơn côn cư chỉ ca ạ nụ quát tam chấp bắp chạc cổ vá đài cực cổng chi vật rộp bó nẹ tàng mùn. Tam chấp bắp nê ca sốp tiên đài cực cổng tham mô bố tàng ơ nực nông chạc cổ vá chạp tăng tì ca co ca rộp bó ạ tốn. Rô hồ đò ca thơ cho là na rộp bó bác cài tè cổ nút cư vò thộ đôi khả nía nâng sốp tiên vò thộ đại đôi khả nía. Tam chấp bắp nê ca sốp tiên co sẽ ca nây phì vẹt miên chi vật cổ bó phết nâng tao chọp khả đôi vật thổ cổ bộ phê đài. Khân nông chỉ vật rộ bò nẹ, chấp bắp, ạ nụ vật tơ tam cùng nất nâng ả rõm rộ bò nẹ. Bị bố viê cư chì tham mập bồn. Đôi chân nét mần thà nẹ cất ở với rư miên ả rõm giang ná tê, viê nâng sốt tiên mộc rộ khlu nẹ. Ca đơn côn rộ bò nẹ cư chì mê đài. Nẹ can tài đơn côn chân bồn ná, nẹ can tài sốt tiên phiếp xâm bộ bạp chân bồn nô đài. Nếch cư chỉ chạp bạp chạc cổ vả. Nẹ bảo hai thlop lư kê nì dây thà. Nẹ thơ rương ở với nẹ nâng tù tùl ban rương nụ. Nẹ đam cổ bụi ở với nẹ nâng tù tùl ban phò nụ. Bà nẹ ao ở với tớ nẹ nâng ban ở với nụ trò lập một vinh. Xong đây tàng nếch cư ạ thị bai bì chạp bạp nì đôi khả nìa. Hồi vía có ạ thị bai bì cô ca chạc cổ vả đài. Ai dạ nhu tốn nẹ vì chết xa đó chân nam có bàn rốt khơi phòng đài. Cá rốt khơi khang vì chết xa rồi bò nhu tốn ruộng tàng chấp bắp cử nây cho là nà khăn nông chạc cổ vá. Miên môi khăn nông chồng nòm nút đi dây thà. Cụp cầm láng nây ông bớ tay miên cầm láng bảo tệ cầm bên chá ra một vinh xa mạc nìa. Bé nè ạ nụ vọt cô ca nè cả đơn côn chì mùi chấp bắp nhu tốn. Dương ai đi dây bàn thà. Cụp cầm lăng ông bơ nây ca bà đòl áo ý. Tại tại nôm ai ca cầm lăng bà tạc cầm nây ca tù tùl mốc vinh sma khní chì nịch. Đại nơi khăn nông tư đau bà tùy khní chì nịch. Hào yà vậy đại nẹ tù tùl tài sma khní á. Nâng bạc rì mà nây ca đơn côn đại nẹ bà đòl áo ý. Miên nây tha cầm lăng ông bơ nây ca đơn côn. Nôm ai ca cầm lăng bà tạc cầm nây ca tù tùl. Hào yà nẹ can tại đơn côn đau sợ tạch chật nâng chìa chơi bồn ná. Nẹ còn nâng từ tuổi bàn căn tại tràn bồn nọ đài. Trò lọc tư rô bọn chân nắm nây dù kẹ đài chắp đám miên cầm nọ trà đồng bôn rô bò mần nụ. Thà mô bồ nây cả đơn côn trời bàn kê bồng riêng nâng ạ nụ vọt một hời. Hai chắp tăng tì bê nụ mô cô từ tuổi bàn ca bồn tốp tê rô hột một chi tràn xa tà vọt. Thơ đồng nào chân lông cắt thịp chi tràn. Chuyết cho tư cực vật thỏa nâng ả rời dật thỏa bì mùi châm nón tư mùi châm nón. Sát xa ná xâm khánh sọt tay nì dạy thạ ca đơn côn cư chư rương xâm khánh khăn nạ. Prea Maha Mát Trà Thạ ca đơn côn châm bộ phiếp xâm bộ bạp đai nẹ bàn tổ túa. Cư chư ca thị nìa thạ phiếp xâm bộ bạp nú công vốn to từ tiệt bàn. Lai chư nì dạy thạ bà nẹ rì ế rì nâng đồng nà rương tàng lái. Bị phục lột tèm mũ nâng chia rộ bò nè. Bộ cô là bây chú mô chí chá nơi khôn ông bảo vật tật xác đại ạ nụ vật ca đơn côn. Bộ kê bàn tổ tùa chốc chây rồi hột miên bảo tế chí chá lược đồng càn phụ kê. Rồi hột khai chia bộ cô chá nám miên đồ chìa. Đôn chí Teresa, Martin Luther King, Junior,
Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Platon, Shakespeare, Lincoln, Newton, Einstein, nâng bộ côn lập bây chỉ tràn tiền. Bé nẹ cọc lãng nia bê bớt cho ọc côn bồn lưu bệ á tất đam bây chỉ vất nâng cầm lãng rộ bò nẹ. Cho ọc côn á ha đà nẹ bò rì phốp nâng phiếp rích riêng nơi chỉ vật. Bà nẹ mần khơi bị hại phò nơi cả đường côn tế, phải vị bạc nâng cát miên lãng đò nẹ. Rốt rốt khơi kháng phần này vì chứa xa rồi bỏ Einstein bàn pháp đô vì thi đại dương mơ chạc cổ vả. Hai có tăng tại ốc côn nẹ đồ tây nơi bề miên kê xua bị phiếp chốt cháy đồ thông thi rồi bỏ cột. Bộ cô đại chá lạc bóng phật khăn ông lốt nâng đi dây ốc côn nẹ đồ tây chẳng chương mùi rối đông khăn ông mùi thang ngày trong bùa ca nghe đại bụ kê bàn thờ. Vì ở cha đại tế đại a công bằng chỉ tràn nơi chỉ vật từ bàn liệt trò đang ao Albert Einstein bàn đứng. Ta vì ở cha rưỡi tế đại Albert Einstein bàn rốt khơi phần này vị trí xa đo xâm khăn bóng phót khăn ông pro vật xa. Quát bàn a đủ vật cả đơn côn rò thang ngay khăn ông chỉ vật. Hồi quát cô tụ tùl mốc vinh nơi phiếp xâm bộ bái khăn ông tùm rung xem khăn nìa. Bên ai dạ nhu tốn trở kê xu thà, ta kê chục chây khăn ông ca rô khơi phần này vì chứa xa dàng đôi mặt đạch. Kê chá lôi thà kê ban chôn xa ma dạ chì tràn. Ai dạ nhu tốn đại ca thamay ní ban tổ tù ca chơ rơ trên nẻ ưu tư khluôn đam bay vì chứa xa. Nâng đam bay mình rút sự chết đó ớt cha bông phột. Hai kê đăng côn bồ rò sạch trây đà miên chì vật môn kê chì khlăng. Nẹ vì chứa xa, tu sân nạ vì tú. Nẹ chân này bỏ đất, nẹ xa rai chiếu, nâng phía ca rấy đai ăn đu vót đòi ca đơn côn. Sốt tay tổ tù bàn Paul Topson. Hồi phía chân, sốt tay miên trong nẹ đơn tẹt tôn nâng tham mô bố nê ca đơn côn. Bọn tay sốt thang ngày ní, mình đu phía chân nơi tay mình đơn bi tham mô bố nê ca đơn côn. Đồ chân này đang bày chuộp nâng phía xa xất nê ca đơn côn khăn ông chỉ vật rộ bồ nẹ. Nẹ trớ tay ăn đu vót. Rương rai rồi bọc nhóm chỉ ưu tì hò đó là ô ông bì chỉ vật mình đúc mình đơn côn. Hai ta miên ở với cát lam bê nẹ thơ ở ca đơn côn chỉ phần này ngôi nơi chỉ vật rồi bò nẹ. Bà miên kê xuống nhóm ca bì bà mùi chân nằm môn thà ta nẹ chia mình đúc đơn côn rửa tế. Nhóm bà hai trả lời thà mẹn hai nhóm chia mình đúc đơn côn. Nhóm tay ở côn bê miên kê ai ông nói nhóm. Bê miên kê bác thuy ở nhóm. Bê miên kê thơ ở vầy mũi ở khả nhung. Tam bất khả nhung mình mến chia mình nụ đơn côn ở vầy nụ tê. Hỏi cô mình đơn tha viên miên nây đôi mặt đạch đài. Khả nhung cron tay đi dây bị ọc côn khả nông ọc ca bì xe khá lạc bần nô. Đôi chân nè viên mình bàn thơ ở khả nhung khá chia mình nụ đơn côn ở vầy lời. Chi vất đai prachạ ca đơn côn cư chia vị nhía xa mùi. Khả nhung trong bẹo bồng nôn kê hỏi viên chè tài can lang chia riêng rô khai. Khi nhóm không thơ ca chỉ khăn, tại vì mình ban chui đọc sài bà nhà hà rừng lôi cả vầy lời. Khi nhóm trôm rùa khăn nông rùa phiếp tàn tăng chia bần tò, hỏi phía diêm kịch ở phốt bi bông nối nâng trong nông xem xên. Bài tớ tùm nẹ tùm nông vĩnh trong bộ khăn nhóm prai bì sơ bông prong tớ chỉ kìm sơ bồn. Bộ khăn nhóm khuyên bê về lia xong rạp nẹ đồ tây. Ba này dây bị sọc cập hiếp khi nhóm miên à rõm hót nơi chỉ khăn nơi rõ bê lửng nghiêng. Miên à ca rạp đá sai nâng miên chung ngữ thamay nơi bê rõ đơ ca phạp đồ. Sự cái đây sọc cát miên lưu tra tại khi nhóm ban chanh tệ đa lên kháng krai chi mùi mật phẹ. Rứ miên vi xa mạ ca. Tại bần tộp mô ca khom thơ ca thân ngôn đầm bây xong chung nuốt phiếp rịch ở rìa tàng nụ vĩnh. Nâng họ cho một cớp đần đập khi nhóm chỉ thamay mật đồng tiền. Khi nhóm bông mẹn miên chỉ vật ru nơi tê, cứ không trở đo ru bi mùi thang ngay tơ mùi thang ngay. Trong này mùi hai mùi tiệt. Hai bậc khi nhóm mình bỏ nhập đọc sài bà nhà nà mùi ở bàn chạp rô hà tế. Bà nhà thamay nâng cạt làng một phát tuôn rộp mình ọ. Bần tộp mốc miên rương mùi cạt làng. Hai vía có bà đồ cớp giang khi nông chỉ vật khi nhóm chạp tăng bì bê nụ. Khi nhóm bán rô khơi nhà ác cổng băng mùi tệ tôn nâng chỉ vật. Hồi nít cứ chìa lất tập hồi này cả rốt khởi nụ. Rương mối đại khởi nhóm chạp đàm thơ cứ ạ nụ vót đại cả đơn côn chìa riêng rốt thằng ngày. Chìa lất tập hồi ở với cổ rốt giang khởi nông chì vật cổ bàn phạp đồ.
Nhóm can tay ăn nụ vật cả đơn côn khăn phần ná. Là tập hồ tổ tua ban có ớt cha tới tam nụ đại. Chỉ vật rộ bọc nhóm thay chỉ rương bó hót sẽ cha phật mến. Chỉ lớp đồng bố khăn nông chỉ vật rộ bọc nhóm cứ khăn nhóm lên trong bẹp bông nôn kê tuyệt hời. Hai môi rồi dạ đồ khlây cởi mô khăn nhóm cổ miền prạc tràn lộ môm nâng thơ ở với đời khuôn trong thơ. Bác nhà hà đại cát lang trong bố tùm nẹ tùm nôn ca nghĩa nâng sốc cập hiếp cổ bạch ọ. Hãy chúm nua ôi ca pro chôm nâng ôp xạ pro chăm thang ấy. Khi nhóm bái chia tụt tụt bàn tay rương lò lò bì muối tơ mùi. Sốc cập hiếp nâng cầm láng bò lén có lò, nâng miên à rộng lò chiêng bê là dụ mập hay chết năm từ tiệt. Tùm nẹ tùm nông rộ bọc khi nhóm can tay miền này. Hãy khi nhóm miên bê về lìa rích rìa chìa mùi cổ xá, nâng mất phê can tay chrán khăn nông rộ dạ bê trông tay bồn màn khai bồn nô. Đại miên tràn chiêng bê thlop miên ca bì chân năm cần lộn một. Lớp bì ní khá nhóm miên à rõm sập bài lớp bì ở vây để thlop kết tư tiến. Vìa bật chìa sập bài bóng phót tam để thlop miên. Ca đăng côn bàn plap đô rụt khá nhóm tèng mũ giang mà hò sạch chà. Mình tha nẹ chìa nô nè, nâu tì nè, rước giật tha nà ca bách chạp bôn giang mệt tế. Phiếp xạ sất nơi ca đăng côn nâng plap đô chì vật rộ bó nẹ tèng mũ. Nhóm tổ tuột bàn xóm bót bì mà nụ rộp bò nẹ đã sở thật khổ nông sở thay nợp hiệp đỏ ác rõ nâng cất mình đòi. Hai bộ kế bàn plap đô chì vật tèng sông đời ca ạ nụ vót ca đơn côn. Nhóm thlop khơi hiệp xạ sất cát lang đo sổ cập hiệp. Tèng đại ca đam lao khmiên sông khâm to tài xó. Nhóm thlop khơi chì vật áp bia bị bia nâng tùm nẹ tùm nông đại bách bạ prai khlai mô chì tùm nẹ tùm nông đo sang vi xe. Khi nhóm thlop khơi mà nụ đài cây cơ bóng phót khách mộc chia nẹ miến. Nâng thlop khơi mà nụ đài bạ tật chất. Ở sân khấm, khách mô chia mà nụ đài miến chì vượt ri ri sọc tam prạc thân mộc chì chẳng. Ca đơn côn ai plap đô xâm phô nập hiệp rộ bò nẹ từ rộ xâm phô nập hiệp đô lộ miến này. Nâng ri ri giang mò sạch chà. Đòi mến xâm khăn tha bách chạp bòn công phung sự thất khăn nông dạp hiệp bạp nà tế. Ca đăng côn chui ở nẹ can tài miên ban giang mà hô sạch chà. Đàm bây ở nẹ miên prạc thơ ở với đàn nẹ trong thơ. Chui ở sọc cập hiệp rộ bót nẹ là ô pro xa láng. Nâng nôm bốc nâng sẽ cái đầy sốc đàn nẹ bông thlop miên bì môn mộc. Ca đăng côn nâng sẽ đánh phiếp xã sất rộ bò vỉa. Thơ ở nẹ rì chung rán khăn nông ạ chít ca nghỉa. Bông ca ơn phiếp chục cháy. Nâng thơ ở cái đầy sổ máy nâng ở với đàn nẹ prạc thân á khai chì ca bật. Mình thà nẹ trong khai chị ở vầy, trong thơ ở vầy, rồi trong miên ở vầy nụ tế. Ca đơn côn cứ chìa một số bài tại mùi cốt đã thơ ở nẹ tụt tuôn bàn vỉa. Tham một bộ lọ cha này ca đơn côn nâng plap đô chì vật nẹ ở plư chân chai được mìa. Bê nẹ ạ nụ vật ca đơn côn nẹ nâng dốt ba nhà hà đại cát lang khăn nung chì vật nẹ. Nâng rừng tràn tiết đại nẹ cua tại bán tại bài chìa rộ bộ tờ vinh. Nụ vật đời ca đừng cốn, nẹ nâng phát nhẹ rõ bất đời cơ đầy rung phớp khăn ca miên chi vật rùn nữ. Nẹ nâng khơn thà nẹ sổ lăng chi vật khăn nà. Ở với cực giang hạ đô chìa ban mốc đời nghe trang mình bạch prân. Miên à rộng thu xa đôi rung bạ xây nâng miên cơ đầy sốc chương môn. Nơ bế miên ở với chọt lăng khăn chi vật nẹ nâng đơn phim thà ta dốt chân em với giang đôi mật địch. Hai riêng sốt vì rương đại ca lăng nụ. Chỉ riêng rõ thang ngay cư rương mà hoa sạch chà. Chỉ riêng rõ thang ngay nâng can tay mà hoa sạch chà. Nế ai prap bê ni bàn tê thà. Ta nẹ bàn ạ nụ vót đại ca đơn côn khăn nông chỉ vật chẳng bồn ná. Chô xâm lần mơ rương xâm khăn khăn nông chỉ vật. Bà nhà hạ prap, sốc cập hiếp, sẽ cả đầy sốc, ạ chíp, ca nghĩa, tê xâm bánh, nâng xâm bồn nập hiếp. Chỉ vất đai xâm bộ bạp nâng ọt chá cư ca ạ nụ vót ca đừng côn. Hai tổ tuột bàn ca tóc xin ôn giang mà hô sạch chá. Trong nay chỉ vất đai mình tôn xâm bộ bạp nâng ọt chá cô prô tài khó phá ca đừng côn nụ ảnh. Lớt tập hối nay ca rồi mở côn cử. Bà dân mình đừng côn, bệnh đồ dân cùng bông xe màn thà rồi bọc xem xế rồi mọc rột dân được luôn ảnh. Cách xa mạng bạp ní miền này thà dân cùng bông tay chồng rãnh dốt ở với mối chân bị khuôn anh tên mình đừng khuôn. Chá bắp này ca sốt tiên bồ thà, vô thổ đại đôi khả nía nâng miên cùng làng sốt tiên cho một rô khả nía.
Đôi chân này bà dương kịch xe màn tha rồi bọc xem trừ xe rộp tiên cho một đời khuôn ánh. Dương cổ trừ rôn ca xe rộp tiên trò lập từ vinh chì phô tập xe nông. Chỗ chôn chăm tha, nét đai mình chạy đừng cún. Tu chỉ kê miên ở vầy cổ đào, cô nâng trừ xe rộp tiên từ vinh đầu chìa mình phật lời. Bất nát tha, nét thơ lộp đừng cún ở vầy chỉ tràn một hai nơi khôn chì vịt. Tại đồng bầy chút phép xa xích nâng đồng bầy ở các ca pháp đô dạng bình tí đó sẽ thành ca bạch chạy bọn rộ bọn nế. Nẹ trơ tay đơn cùn, hỏi thơ ở viết khai chìa miệng kia thâm mấy khi nông ca đất nôm chì vượt rộ bọn nế. Chùm nét đơn cư chìa cùng nập trộp, tại ca ạ nụ vót cư chìa con sao chì bố tư rộ cùng nập trộp nụ. Nơi khi nông rương bế nâng rương nị tiên nị dây thà, đồng bầy nôm phép xa xích một ao nhẹ nà mà nế. Chia đồng bốn nẹ trơ nì dây biện xạ sật. Hỏi đồng bầy tiên phiếp xạ sật bì ca đơn cốn. Chia đồng bốn nẹ trơ nì dây biện xạ sật tha ọ cốn. Khi nhóm mình ai prap ban tê tha bì ọ cốn xâm khăn giang na chung phu chì vật nẹ. Đồng bầy ru nơ đòi ca rồ lật đơn cốn. Đồng bầy chuốc phiếp xạ sật khôn đông chì vật. Ọ cốn cư chìu biện tài bì mặt cốt đà nẹ trơ nì dây giang tăng chật. Nâng pra à rộng chơi chơi chương biệt na na tình ọ. Biệt bi mặt ni trời tài khai chi ạ tạ sân nhan rộ bò nè. Ố côn cư chư spiên xâm rạp ôi nẹ chân loôn bi chùm nịch đà nẹ công bông nơ nìa bê ni. Chú bố tử rộng chì vất khăn ông kê đây sổ bình. Rút bùm môn nây phiệp xạ sất cử. Mùi kết nâng nị dây biệt xạ sất giang tăng chất thả ọ côn. Bì nẹ kết nâng nì dây biện xạ sật ọ côn giang tăng chất tràn bồn ná. Nẹ nâng can tài miên à rõm đơn côn tràn lang tam ngủ đài. Bảy, nẹ can tài kết nâng đơn côn tràn bồn ná. Nẹ có can tài miên sẽ kết đây sóc tràn tới tam ngủ đài. Ca đơn côn cư chì à rõm. Đôi chân này cô đai khu bố bóng phót nây ca à nụ vót đầy ca đơn côn. Cư ca pra à rõm giang tăng chất ọ tràn tam đài át vỡ bàn. Pro vía chưa cầm lang chui phần lươn thiệp xạ sất khăn ông chì vật rộ bò nè. Chà bạp nhu tôn cư môi xe mà mùi. Nè ao ở vấy nè nâng tù tuốt ban rộ bò nụ mộc vinh xe mà khỉa. Miên này thà bà nè bóng cát à rộng đơn côn can tài khăn. Chì vật rộ bò nè nâng bùng rích xe mà nâng à rộng nụ đè. À rộng can tài khăn bò nè. Cả đơn côn can tài chơi chơi bò nè. Chì vật rộ bò nè nâng plap đô can tài lươn tam nụ đè. Bế rốt khơi thà ca ạ nụ vót đồ tách tuốt miên phiệp nghi sru khăn nông ca rù bẩn cho ca đơn côn tờ khăn nông chì vật bảo trăm thằng ngày rồi bỏ nẹ. Nước nẹ nâng rốt khơi là tập hoa này phiệp xạ sất đại cát lang đo khu nẹ hời. Nẹ nâng khăn miên thằng ngày trong trò lọc tờ rốt chì vật đội môn tiệt lời. Bà nẹ ạ nụ vót đại ca đơn côn tách chì vật rồi bỏ nẹ nâng plap đô tạch đài. Bà ạ nụ vót tràn rốt thằng ngày. Chỉ vật có nâng plap đô giang ọt cha đôi vì thi nghỉ nghỉ. Đại nẹ sơ tài nước xa man mình đợi. Nơi bế xong đàn ca đơn cún. Dương mình trở phịch thà. Ca đơn cún đô khu bố bóng phốt mình mến. Còn tay nị dây bịa chanh mốc nụ tế. Tay trở xì trong vạc khía nâng chỉ vật bảo trăm thang ngay phòng đài. Mê riêng ní miên cô bọn tệ bạc xa xất trong nôn mà phây phạm bấy. Đại trở bán ra chân à lang mốc chia bì xe đàm bầy ôi nẹ riêng chép bì vị thi pra tham mô bô xạ sật. Này cả đơn côn châm bô sô cập hiếp. Lôi cá, cá nghĩa, nâng xôn bò nập hiếp rộ bò nẹ. Nâng đàm bầy ôi kết đây prát thân à đô tốt nâng xô bân đô ốc cha rộ bò nẹ khai chì kà bật. Nẹ nâng riêng bán bì vị thi ạ nụ vót đầy cả đơn côn đàm bầy chất ca bà nhà hà. Nâng plap đô sật thân à ca ạ với châm miền nam môi phong đài. Nẹ nâng chắp à rộng, bề bàn đơn ông bì chùm nét đơn ông bì ca plap đô chì vật nì. Tại ba mình nôm dốc ở vầy đại bàn đơn nì tự ạ nụ vọt tế. Chùm nét đơn tàng nì nâng rốt cho còn lại đàm vĩnh. Hồi ảo ca lỗ lỗ đai nâng sổ tiên mốc plap đô chì vật rộ bò nẹ đô nghì sửa. Cô nâng rô liệt bắt ở đài. Đàm bây ảo chưa chạy thà, rương tàng nì nâng mình cạt lạng. Nẹ chăm bách trơ ạ nụ vót đời cả đơn côn ảo chọp rồi hốt mà phây bằng bầy thằng ngày. Đàm bây ảo cao sẽ cá nâng chất crong lùm nước rồi bò nẹ chốt chôm tới đau rừng nì. Tớp ạch plap đô chì vật rồi bò nẹ ban chì rừng rồi hốt. Cô bọn tệ bạch ní trơ bàn rách chân nà mốc giang xong bộ bác chìa bần tò rồi hốt đo mà phây bằng bầy thằng ngày.
ដើម្បីឲ្យការដឹងគុណរបស់អ្នកក្លាយជាទំលាប់និងជាវិថីថ្មីនៃជីវិតការអនុវត្តដោយការដឹងគុណជាបន្តបន្ទាប់ច្រើនថ្ងៃយ៉ាងតាំងចិត្តសូមធានាថាអ្នកនឹងឃើញភាពស័ក្តិសិទ្ធិចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័ស12គោលប្រតិបត្តិដំបូងប្រើធម្មពលស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកកំពុងតែមានក្នុងពេលនេះនិងសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកទទួលបានកាលពីអតីតកាលព្រោះប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងគុណចំពោះអ្វីដែលអ្នកមាននិងអ្វីដែលអ្នកទទួលមកហើយទេនោះភាពស័ក្តិសិទ្ធិនឹងមិនធ្វើការទេហើយអ្នកក៏នឹងមិនទទួលបានអ្វីលើសពីនេះទៀតដែរគោលប្រតិបត្តិ12ដំបូងនេះនឹងជួយឲ្យភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណចាប់ផ្ដើមធ្វើការបានភ្លាមៗទាន់ពេលវេលា10គោលប្រតិបត្តិបន្ទាប់គឺប្រើធម្មពលស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណដើម្បីក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកសុបិនរបស់អ្នកនិងគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានតាមរយៈគោលប្រតិបត្តិទាំង10នេះវានឹងធ្វើឲ្យសុបិនរបស់អ្នកក្លាយជាការពិតហើយអ្នកក៏នឹងឃើញបរិយាកាសក្នុងជីវិតអ្នកផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងអស្ចារ្យ6គោលប្រតិបត្តិចុងក្រោយនឹងនាំអ្នកទៅរកកម្រិតថ្មីទាំងស្រុងជាទីដែលអ្នកជ្រួតជ្រាបដោយការដឹងគុណគ្រប់កោសិកានៃរាងកាយនិងចិត្តគំនិតអ្នកនឹងរៀនចេះពីវិធីប្រើធម្មពលស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណដើម្បីជួយអ្នកដោះស្រាយកំចាត់បញ្ហានិងដោះស្រាយស្ថានភាពផ្សេងៗឬសភាពការអវិជ្ជមានដែលអ្នកត្រូវប្រឈមពេញមួយជីវិតអ្នកមិនចាំបាច់ខ្វល់នឹងប្រតិទិនជីវិតរបស់អ្នកទេព្រោះគោលប្រតិបត្តិនីមួយៗត្រូវបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីសមស្របនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកហើយមិនថាថ្ងៃធ្វើការថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃបុណ្យឬថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្វីអ្នកអាចយកការដឹងគុណជាប់ខ្លួនបានយកតាមទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅមិនថាអ្នកនៅទីណាភាពស័ក្តិសិទ្ធិនឹងកើតឡើងនៅទីនោះភ្លាមប្រសិនអ្នកខកខានមួយថ្ងៃអ្នកនឹងបាត់បង់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកប្រសិនអ្នកខកខានមួយថ្ងៃពិតមែនដើម្បីឲ្យប្រកាសចិត្តថាអ្នកមិនបានកាត់បន្ថយភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកទេនោះចូលរាប់ថយក្រោយ3ថ្ងៃហើយអនុវត្តត្រង់ចំណុចនោះឡើងវិញម្ដងទៀតគោលប្រតិបត្តិខ្លះរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើពេលព្រឹកឯខ្លះទៀតប្រើបានពេលមួយថ្ងៃដូច្នេះចូលអាននៅគោលប្រតិបត្តិដំបូងនៃថ្ងៃនីមួយៗនៅពេលព្រឹកគោលប្រតិបត្តិខ្លះត្រូវអានតាំងពីយប់ព្រោះវាត្រូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេកហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាតើពេលណាគួរចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអ្នកប្រហែលជាចង់ដឹងគោលប្រតិបត្តិសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់នៅមុនពេលចូលគេងដើម្បីបានត្រៀមខ្លួនបើដូច្នេះមែនសូមឲ្យប្រកាសចិត្តថាអ្នកនឹងស្ដាប់គោលប្រតិបត្តិនោះឡើងវិញម្ដងទៀតនៅពេលព្រឹកបើមិនចង់ធ្វើតាមគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិទាំង28នេះជាលំដាប់លំដោយទេអ្នកអាចប្រើវិធីផ្សេងក៏បានអ្នកអាចជ្រើសរើសគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិណាមួយដែលអ្នកយល់ថាវាសំខាន់ក្នុងជីវិតដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរឬកែលម្អអ្នកអាចប្រើគោលប្រតិបត្តិនោះបន្តបន្តគ្នាប្រហែល3ថ្ងៃឬរាល់ថ្ងៃសម្រាប់មួយសប្ដាហ៍ឬអ្នកអាចប្រើគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិមួយក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឬពីរក្នុងមួយសប្ដាហ៍ក៏បានចំណុចដែលខុសគ្នាគឺអ្នកត្រូវចំណាយពេលយូរជាងទម្រាំតែឃើញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតនៅពេលបញ្ចប់គោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិទាំង28ថ្ងៃហើយអ្នកអាចជ្រើសអនុវត្តគោលប្រតិបត្តិខ្លះដើម្បីបន្ថែមភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៅពេលណាដែលចាំបាច់ដូចជាដើម្បីសុខភាពលុយកាក់ឬនៅពេលអ្នកចង់បានការងារក្នុងក្តីសុបិនបង្កើតភាពជោគជ័យក្នុងការងារកែលម្អសម្ព័ន្ធភាពឬប្រសិនបើចង់បន្តគោលប្រតិបត្តិនៃការដឹងគុណអ្នកអាចបើកសៀវភៅនេះផ្សងមើលសិនបើបើកចំគោលប្រតិបត្តិមួយណាគឺគោលប្រតិបត្តិនោះហើយដែលអ្នកចង់ស្រូបទាញមកនោះទើបជាគោលប្រតិបត្តិដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកអាចអនុវត្តបានក្នុងថ្ងៃនោះជាចង់បញ្ចប់នៃគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិទាំង28ថ្ងៃមានអនុសាសន៍នៃគោលប្រតិបត្តិដែលអ្នកអាចប្រើជាសង្ខេបបានហើយវានឹងជួយពន្លឿនឲ្យការរឿងស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកអនុវត្តការដឹងគុណច្រើនហួសពេកដែរឬទេអត់ទេតើ
chi vật rõ bồn nẹ xạ sất bếch rư tế. Công rõ nè. Cho ạ nụ vật cô prong tệ bạc mà đông hai mà đông tiệt. Đàm bây ơ cả đơn côn chiếp cho tới khăn nông sất tệ xăm bàn chì nhé. Nâng khai chia tùm lọc mùi bạch thơm mây rõ bồn nẹ. Bên tốt bì cổ mập hay bàm bây thường ngày hơi. Nẹ đừng riếp chăm bà bọn khô kỳ bạc bạch thơm mây. Xăm bần đỏ cả đơn côn khăn nông chất cọng lùm nức nây ạ nụ xăm bàn chì nhé. Cứ còn lại rốt tha chỉ rừng ti môi đại phó chân bốc đôi xoay bảo vốt từ khăn nông chết rồi bảo nẹ nơi cực sự thà nạc ca. Phép xã sách đại nẹ ban chuốc nâng chưa cầm lăng bần đa chất đo nẹ. Bố nơi bê nẹ bần chôn ca đơn côn từ khăn nông chỉ vật bảo chăng thăng ngay rồi bảo nẹ hơi. Nốt chỉ vật rồi bảo nẹ nâng bần khóa tu sinh nơi dụp hiếp đó rung phợp lại. Bạn tệ bạc xã sách chỉ trang trở ra chân à lãng mộc đang bởi thơ ao sổ bần nẹ khai chỉ cả bật. Đối chân đế nẹ trở bạc cốt nơi ở với đại nẹ trong ban bật bật. Ông côi nơi một computer rưu cổ đa nâng bệnh. Hai thơ bần chi nơi ở với đại nẹ trong ban bật bật cực trung ngay chỉ vật. Chỗ cần ao lợi lợi nơi ở với đại nẹ trong ban. Trong thơ rưu trong miết khăn nông chỉ vật. Tèm phần này tùm nẹ tùm nốn. A chíp. Cá nghĩa, lôi cá, sốc cập hiếp, nâng cực phânách đai dòng khăn trong bộ nẹ. Nẹ trời sổ xe ai lùm ớt nâng chom chom tam đại nẹ ai thơ bàn. Chỗ chăm thà, cá nghĩa rộ bò nẹ cứ thơ bần chi nơi ở với đại nẹ trời ca bần nọ. Mình mên vị thi đại nẹ nâng tụt tuôn bàn ở với đại trời ca nụ tê. Biểu vị thi nâng trời pra xâm rập nẹ nơi bê cá đơn côn chập đam đồng nà cả. Bà nẹ trong ban ca nghe lỗ rư ca nghe khăn ông sổ bệnh. Chô cất đo ở với cực giang chung phố ca nghe đại nẹ trong ban. Cất đo ở với đại xâm khăn chung phố nẹ. Đôi chìa bảo phép nây ca nghe đại nẹ trong thơ. À rõm bếp na khăn ông ca thơ ca nghe đại nẹ trong ban. Cơm hôn bảo phép na đại nẹ trong thơ ca chìa mùi. Mình đu bảo phép na đại nẹ trong thơ ca chìa mùi. Mong na đại nẹ trong thơ. Trong ban còn lại ca nghe nơi ti còn lại nè. Trong ban bạc khai phần màn. Cho cất ở ban mất chất cho ban lùa. Pi ở vầy đại nẹ trong ban khăn ông ca nghe. Hơi cất dịch cái đây lùm ớt tốt tiền ọ. Ba nẹ trời ca bạc xâm rạp ca sắc xa rồi bỏ côn côn. Cho sổ xê lùm ớt ông pi ca sắc xa rồi bỏ phụ kê. Đồ chìa. Trong ai phụ kê riêng nơi xà là nè. Đồng lại sắc xa phần màn. Đồng lại xíu phớ. À há. Xong liệu bông bé, nâng thay thơ đồng ná bồn màn. Đang bây ở nhà bàn đơn chứ bà thà, ta chồng nôn bạc bồn mát đại nẹ trời ca. Bà nẹ chồng thơ đồng ná công sản, cho sổ xe lùm ớt bi bảo tế xem xe đại nẹ chồng tử. Chồng thơ đồng ná công sản dù bồn nè, chồng khơi nâng thơ ở vầy khla. Chồng xin nạ nơi ti ná, nâng chồng đa lên đôi vị thi ở vầy. Bà nẹ trong ban đai cu đai lỗ, cho sổ xe lùm ớt đi lẹ cả nạ xong bắt rộ bom mình nuốt đai nẹ trong ban. Bà nẹ trong cai lùm ớ xong phố nập hiệp oi lỗ bà xá, cho sổ xe lùm ớt đi xong phố nập hiệp đai nẹ trong cai lùm ớ thà. Ta nẹ trong oi xong phố nập hiệp nuốt tới chị bạc nà. Bà nẹ trong miếng sọc cập hiệp lỗ, rư sạp hiệp riêng cai rừng mồm. Cho đồng rộng oi trong khlơ đai nẹ trong cai lùm ớ sọc cập hiệp rư riêng cai. Bà nẹ trong bàn phát tế đôi khăn nông sổ bấn, cho sổ xe lùm ớt cực giang ông bì phát tế đại nẹ trong bàn, bì bần tốt môi tư bần tốt mùi. Bà miên bột thổ na đại nẹ trong bàn đôi chiến lán, xâm liệu bông bé, rư rổ bọc prap xem xên cho sổ xe cho tử. Bà nẹ trong thơ ở với môi ở chốc cháy đôi chìa bảo lõng chốt, tôi tuôn bán xa nhà bắt, chân nẹ khăn nông ca lên cây lá, chốc cháy khăn nông ách chíp chia đơn trái có, bét, nẹ đi bốn. Nẹ xong đánh, nẹ vị trí xác, rứ thụ rụt chân, rứ ở vầy có đôi đầy nẹ trong thơ ai xâm rạch, chỗ sổ xe chỗ tử, sổ xe ai chạy lẹ chi ti bóng phót tam đại ai thơ bàn. Khá nhóm xôm chung rốn giáng khlăng khla ai nẹ thay rạ xa bần chi sổ bần rộ bồn nẹ, rộ hột bênh môi chi vật. Chỗ sổ xe rương tôi, rương thôm rư rương đầy nẹ trong ban nơi bê ní, khai ní rư chân nam ní chỗ tử. Nơi bé nẹ kịch khơi nhờ vậy xin tiết cho sổ xe viết tới khăn ông bình trí. Nơi bé ban xâm rạch rương ná môi hỏi cho lúc chồng nội nụ chào. Vì thế nghe khăn ông ca thơ bình trí nơi ở vầy đại nẹ trong bán. Cứ ban chai chia chồng nội trường thông thông đôi chìa. Sốc cập hiếp nâng riêng cài. Lôi cá, á chít nâng ca nghìa. Xong bò nập hiếp,
sẽ cái đây bật nắp tổ khuôn rồi bỏ chìa đông cầm phuôn bọn tốt mốt xô xê lùm ếch bọn thêm nơi ở quay đầy nẹ trong bán cho tức nông trong nón chân thông nì mùi nụ nơi bế bà gọt chật hỏi thà nẹ trơ ca ở vầy cứ nẹ cầm phuôn tại xoay rộp vị thị trong bán thăm một bộ xã sất nơi ca đơn côn đàm bầy plạp đô chì vật hai nẹ nâng triêm chìa sạch nông ca chắp đam ca xong bê đầy cua ao rùm phớp nâng rùm chua chất chì tì bông phốt đầy nẹ mình thốt chú cần lộn một bé khnhom chấp đam cất đo rương lọ lọ khnhom chi vật khnhom tiếng bul có prangup lang vinh nẹ pro hai chưa thlop lư kê nị dây tha cho cất đo tai rương lọ lọ khnhom chi vật bé nẹ cất đo rương đại nẹ miên a rom đơng côn chia ca bất vi chi ở vây đại nẹ cùng bông thờ tai ở vây đại nẹ mình toan đơng cư ca cất đo rương lọ lọ khnhom chi vật cứ chứa cốt bọn tệ bắt đầu miên thăm một bộ bóng phốt đại nẹ mình thuộc thờ. Hỏi vì nâng cái bài chi vật tàng mũ rộ bọn nẹ giang mà hồ sạch chà. Bế nẹ đừng còn ở với đại nẹ miên, mình tha tôi cùng rật ná, nẹ đừng khơi tha rương tàng nụ nâng can láng phìm phìm. Bà nẹ đừng còn bạc đại nẹ còn bông miên tuộc tạch tuộc cái đấy, nẹ đừng khơi bạc can láng giang mà hồ sạch chà. Bà nẹ đừng còn xong bọn nập hiếp, tu viên mình lỡ nà ná có nâng sử dạy ở khơi thà xong bó nập hiếp bà chìa lỡ giang mà hò sạch chà bà nẹ đừng còn ca nghe đai cầm bông thơ tu bây mình mên chìa ca nghe khăn ông cơ đầy sụ bình cơ đầy tài rương nâng chấp bà đám phạp đồ thơ ở nẹ rít rê nâng ca nghe rộ bọc luôn can tài khăn hỏi cụp ao ca lỡ xâm rạp ca nghe rộ bò nẹ nâng sử dạy lang phìm phìm bà sân bà nẹ mình cất đo rương lọ lọ khăn nông chi vất nẹ á thật lẹ khăn nông ổn lông cất rương áo vật chấm miến khăn nông chi vất đau á chê tà nà dân cất đo rương áo vật chấm miến nơi bê nị dây đo rương đại dương khăn miến dân cất đo rương áo vật chấm miến bê rì côn rư chắp công hốt nẹ đồ tây bê rô ô rương cho ra chó bê chô khăn nông chua rung chấm thiếp dược giá rô thập hiệp bá ca miến bạ mình cực rư rương ác sát thiết chia đam, bé nẹ cất đo rương ác vật chấm miến tèn nút con nâng can lang, chừng đi tới tiết, ca cất tai rương ác vật chấm miến cột pe về lìa, sma nâng dương cầm bông bạc để sát rương lọ lọ đai nâng một rộp dương, khnhom ban sa ạ nụ vó tèn pi bạc ni một hơi, cứ cất đo tai rương lọ lọ nâng cất đo tai rương ác vật chấm miến, khnhom xôm thì nia tha miến tai ca cất đo rương lọ lọ tai mười cốt đại nâng thơ ao chi vất nẹ bênh linh cực kron rương đồng bồn nơi bê prất rư pro lâm bóng phót tam đại ách phơ bán cho kết đo tại rương lọ lọ khăn nông chi vất nẹ ách xô xê bẩn chí rư siêu phơ cầm nọt ra pro chăm thang ngày rư về bẩn cho khăn nông computer hào rẽ xa cầm nọt ra đời cả đơn côn rộ bò nẹ nơi khăn nông còn lánh tại mùi thang ngày nế cho thơ bẩn chí rương lọ lọ khăn nông chi vất pro mán chịu đọc giang đại nẹ đơn côn nơi bé là anh xa nhị dây bị ổ côn, quạt tay cất đo hết ở với quạt đơn côn. Nơi bé dân cất đo hết phó đại thà, hết ở với dân trăm bát trư đơn côn rương ở với mũi, nẹ nam mà nẹ, rứ sạch thanh ở ca ở với mũi. Nút nẹ nâng miên à rõm đơn côn canh tài trìa trừ. Chỗ trăm thà phép xã sất nơi ca đơn côn cứ cát lang tư tam à rõm. Đôi chân nè nơi khăn ông đà ràng nị mũi đà nẹ bàn cất tra túc. Cho sổ xe hai phó phong thà, hai đỏ vấy nẹ miên à rõm đơn côn trong phố rừng nụ. Nên chia cùng nịch khlác khlác xâm rạp thơ đà răng rộ bò nẹ. Các nhóm bất chìa miên xâm nàng nạ đà miên, cho bằng bình nấy, bữa, cho bằng bình nấy. Các nhóm sạp bài nạ nâng xóm ọ côn, cho bằng bình nấy, bữa, cho bằng bình nấy. Các nhóm bất chìa ọ côn nạ trong phố, cho bằng bình nấy, bữa, cho bằng bình nấy. Bất chỉ ọc con châm búa cho bông bình nấy, búa cho bông bình nấy. Các bị thơ đà ráng rương lọ lọ đập giang rụt hỏi cho anh châm nốt ni mùi khăn nông chật. Rư anh lư khăn cổ bàn. Bên anh châm nốt mùi chóp cho nị dây bịa xã sất bay đoàn thà. Ọc con. Rụt hỏi cho đơn con châm búa rương lọ mùi nút. Ở trang bông phót tam đại ách vơ tờ bàn. Đang bấy chui ở nhẹ miên à rộng đơn côn can tài khăn, nè ách đơn côn đo chạc rô bà, bè chìa mật chá, chất vị nhiên, ông bơ lỡ, chì vất,
តិសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកឬគំនិតដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ពេលអ្នកដឹងគុណអ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ទៅលើវាកាន់តែខ្លាំងនោះការដឹងគុណរបស់អ្នកកាន់តែមានអំណាចហើយបង្កើនភាពស័ក្តិសិទ្ធិកាន់តែច្រើនទៀតនេះគឺជាហេតុផលដែលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រុកនិងវប្បធម៌បុរាណជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញាព្រះអាទិត្យជាការដឹងគុណពួកគេប្រើនិមិត្តសញ្ញារាងកាយដើម្បីបង្ហាញអំពីដើមកំណើតនៃអំពើល្អទាំងពួងនៃចក្រវាលហើយការផ្ដោតទៅលើនិមិត្តសញ្ញានោះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ដឹងគុណខ្លាំងថែមទៀតការគិតដល់តែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតគឺសាមញ្ញនិងមានធម៌ពលដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកតើខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបន្តបន្ថែម10រឿងល្អៗទៀតទៅក្នុងដារ៉ាងរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់27ថ្ងៃបន្តទៀតអ្នកប្រហែលជាគិតថាវាពិបាកក្នុងការរក10រឿងដែលអ្នកនឹងត្រូវដឹងគុណជារៀងរាល់ថ្ងៃតែបើអ្នកកាន់តែគិតរឿងល្អច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងនឹកឃើញរឿងដែលត្រូវដឹងគុណច្រើនតាមនោះដែរពិនិត្យមើលជីវិតរបស់អ្នកបានទទួលហើយហើយកំពុងតែទទួលបន្តបន្តជាច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃវាពិតជាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែដឹងគុណអ្នកអាចដឹងគុណផ្ទះគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិការងារនិងសត្វចិញ្ចឹមអ្នកអាចអរគុណព្រះអាទិត្យទឹកដែលអ្នកផឹកអាហារដែលអ្នកញ៉ាំនិងខ្យល់ដែលអ្នកដកដង្ហើមបើប្រឆាំងរឿងទាំងនេះអ្នកប្រហែលមិនអាចមានជីវិតរស់បានទេអ្នកអាចដឹងគុណដល់ដើមឈើសត្វមហាសមុទ្របក្សីផ្ការុក្ខជាតិផ្ទៃមេឃភ្លៀងតារាព្រះច័ន្ទនិងផែនដីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងអ្នកអាចដឹងគុណដល់វិញ្ញាណរបស់អ្នកភ្នែកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលឃើញត្រចៀកដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ឮមាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបានភ្លួររសជាតិច្រមុះដែលធ្វើឲ្យអ្នកបានដឹងក្លិននិងស្បែកដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹងការប៉ះពាល់អ្នកអាចដឹងគុណដល់ជើងទាំងពីរដែលអ្នកប្រើសម្រាប់ដើរដៃទាំងពីរដែលអ្នកប្រើធ្វើអ្វីស្ទើរគ្រប់យ៉ាងសំឡេងដែលអ្នកបង្ហាញពីខ្លួនអ្នកនិងតាក់ទងជាមួយមនុស្សដទៃអ្នកអាចដឹងគុណដល់ប្រព័ន្ធអង្គទីគរដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងអវយវៈគ្រប់ប្រភេទដែលទ្រទ្រង់រាងកាយឲ្យអ្នកមានជីវិតហើយចោះភាពដ៏ពិសេសលើសលប់នៃចិត្តរបស់មនុស្សដែលគ្មានបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រក្នុងពិភពលោកអាចជំនួសបានវិញនោះខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចធំៗដែលនឹងរំលឹកអ្នកក្នុងការសម្លឹងរករឿងល្អៗដើម្បីដឹងគុណអ្នកអាចបន្ថែមចំណុចផ្សេងៗទៀតបានបើអ្នកមើលឃើញថាវាសំខាន់ចំពោះអ្នកចំណុចដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណដ៏អស្ចារ្យគឺសុខភាពនិងរាងកាយការងារនិងការសម្រេចជោគជ័យមាសប្រាក់សម្បត្តិភាពការនិយមចូលចិត្តសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់ជីវិតធម្មជាតិដូចជាផ្ទៃដីខ្យល់ទឹកនិងព្រះអាទិត្យទំនិញដែលជាវត្ថុនិងសេវាបម្រើប្រការណាក៏បានស្រេចតែអ្នកជ្រើសរើសបន្ទាប់ពីគិតដល់រឿងល្អៗក្នុងជីវិតហើយអ្នកគួរតែមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរនិងមានសេចក្តីសុខជាងមុនហើយការដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាជារង្វាស់ថាអ្នកមានអារម្មណ៍ដឹងគុណខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែរអ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍ដឹងគុណអ្នកកាន់តែមានសេចក្តីសុខហើយជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែលឿនថ្ងៃខ្លះអ្នកអាចមានអារម្មណ៍រីករាយលឿនជាងធម្មតាតែថ្ងៃខ្លះអ្នកត្រូវប្រើពេលយូរបន្តិចប៉ុន្តែបើអ្នកនៅតែបន្តគិតដល់រឿងល្អៗក្នុងជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងសង្កេតឃើញភាពខុសគ្នាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅក្នុងករណីមានអារម្មណ៍ម្ដងហើយអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាអារម្មណ៍ល្អៗក្នុងជីវិតអ្នកកើនឡើងយ៉ាងមហោស្ចារ្យគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិទី1គិតតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិត1រឿងដំបូងនៅពេលព្រឹកគឺធ្វើដារ៉ាងពីរឿងល្អៗក្នុងជីវិត10យ៉ាងដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ដឹងគុណ2. សរសេរពីហេតុផលដែលអ្នកដឹងគុណចំពោះរឿងល្អៗទាំងនោះ 3. ត្រឡប់ទៅអានកំណត់ត្រាម្ដងទៀតអានក្នុងចិត្តឬអានលើខ្លាំងខ្លាំងក៏បាននៅពេលអានមួយចំណុចមួយចំណុចចូលនិយាយពាក្យសាកសិទ្ធថាអរគុណ
អរគុណ រួច ហើយ ចូល មាន អារម្មណ៍ ថា ដឹង គុណ ចំពោះ រឿង ល្អ ល្អ នោះ ឲ្យ បាន ច្រើន តាម ដែល អាច ធ្វើ បាន 4 អនុវត្ត គោល ប្រតិបត្តិ ស័ក្តិសិទ្ធិ ទាំង 3 ចំណុច ខាង លើ នេះ រាល់ រាល់ ព្រឹក សម្រាប់ 27 ថ្ងៃ ខាង មុខ ទៀត 5 អាន គោល ប្រតិបត្តិ ស័ក្តិសិទ្ធិ សម្រាប់ ថ្ងៃ ស្អែក ចាប់ ពី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ទី 2 ដុំ ថ្ម ស័ក្តិសិទ្ធិ នឹកគិតតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតដែលកំពុងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន អ្វី ក៏ ដោយ ដែល ជួយ រំលឹក ឲ្យ អ្នក ដឹង គុណ បាន វា ក៏ នឹង ជួយ បដូរ ជីវិត ទៅ រក ភាព រុង រឿង ដោយ ការ ដឹង គុណ នេះ គឺ គោល ប្រតិបត្តិ ស័ក្តិសិទ្ធិ ដែល យើង ចង់ និយាយ Libra War បាន បង្ហាញ ពី គោល ប្រតិបត្តិ ដុំ ថ្ម ដ៏ ស័ក្តិសិទ្ធិ នៅ ក្នុង ភាព យន្ត និង សៀវភៅ The Secret ពី រឿង ឪពុក ម្នាក់ ដែល កូន ប្រុស របស់ គេ ចិត្ត ស្លាប់ គេ ក៏ ប្រើ ដុំ ថ្ម ដើម្បី សម្ដែង ការ ដឹង គុណ ដល់ សុខភាព កូន ប្រុស ហើយ កូន ប្រុស របស់ គេ ក៏ បាន ជា ឡើង វិញ យ៉ាង ស័ក្តិសិទ្ធិ ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក ដុំ ថ្ម ដ៏ ស័ក្តិសិទ្ធិ ក៏ បង្ហាញ មហិទ្ធិ ឫទ្ធិ ដល់ មនុស្ស ដែល ធ្វើ ចំពោះ វា ជា ច្រើន ទូ ទាំង ពិភព លោក ដែល ពួក គេ ប្រើ វា ដើម្បី ប្រាក់ ព្យា បាល ជំងឺ និង សេចក្តី សុខ ជា ដំបូង អ្នក ត្រូវ ស្វែង រក ថ្ម មួយ ដុំ តូច ល្មម ស្អាត គ្មាន ជ្រុង ស្រួច ស្រួច មិន ធ្ងន់ ពេក សម ល្មម នឹង បាត ដៃ របស់ អ្នក ហើយ អាច កដោប ជុំ ចូល ប្រើ អារម្មណ៍ ពេល ក្តាប់ វា ក្នុង ដៃ អ្នក អាច ស្វែង រក ដុំ ថ្ម ដ៏ ស័ក្តិសិទ្ធិ នេះ ពី សួន ច្បារ របស់ អ្នក ឬ តាម ដង អូ ស្ទឹង សមុទ្រ ឬ សួន សាធារណៈ បើ កន្លែង ទាំង នេះ មិន មាន សូម ឲ្យ អ្នក ជិត ខាង គ្រួសារ ឬ មិត្តភក្តិ ជួយ រក ឬ ប្រសិន បើ អ្នក មាន ថ្ម មាន តម្លៃ ក៏ អាច យក មក ប្រើ ជា ថ្ម ស័ក្តិសិទ្ធិ បាន ដែរ ពេល អ្នក រក បាន ថ្ម ស័ក្តិសិទ្ធិ ហើយ ចូល ដាក់ វា ក្បែរ ក្រដេក đã nơi ti còn lánh tù lì đam bay ở nhà bán khơi thâm mô xạ sật nu giang nghe pe chỗ đề pro sân bà nhà pra nê là cà rốt chỗ đã thâm mô xạ sật nơi chốt nâng nê là cà rốt giúp ní môn chỗ đế chỗ vô thâm mô xạ sật rồi bỏ nhà mô đã lỡ ba đầy mật kháng rồi hơi bất mềm điểm đáy chung bình bìa cách đo rương lỗ lỗ cực giang đại cát lãng khôn ông thằng ngày ní hơi chơi vô rương lỗ lỗ bóng phót đại nhà trơi đơn côn bận tập mốc bột bia sát sát thả ở cồn, xem rạp rương đo lỗ bấm phớt đại ban cát lang, rồi hai đã thâm mô sát sát tới còn lại đam vinh tai quần đường ảnh, nơi soi mà phay trầm mùi dục tiệt, đôi chân em chỗ thưa chung bộ thâm mô sát sát ní đôi khnìa, môn đường chỗ đế trở lập từ cất pi pê về liềm mùi thằng ngay bên cồn lòng mồ, rốt rương lỗ bấm phớt đại cát lang nơi thằng ngày ní, nơi pê thâm mô sát sát nơi khnông đáy. Chỗ xong đánh à rõm đăng côn ở bàn trang tam để ạch vỡ bàn. Rồi hơi nì dây thà ở côn. Cá pra đông thơ mô vì hạ đô chì rương xăm mánh thô mà đá thô mà đá. Tại tam rồi dạ côn bàn tệ bạch ní, nẹ đừng chấp đám khơi rương xa xất cát lang khăn ông chì vật nẹ hơi. Nơi bé nẹ xong lân rộp vật thổ lộ bóng phót đại cát lang khăn ông thằng ngày ní, nẹ đừng khơi rương lộ lộ chì trang bàn cát lang. Bọn tố ca sẵn rốt hơi xâm rạch chất chứa vô ở vây đai lộ bông phốt đại nẹ chong xâm đánh ca đơn côn. Bọn tố mốt nẹ nâng đếch bán sọc sọc hơi phía nhạc lãng đời ca đơn côn khăn ông thang ngay nì mùi nì mùi. Côn bọn tệ bắt nè ca kết tài rương lộ lộ khăn ông chi vứt nâng đồng thơ mô xạ sật ní nâng thơ ở nẹ miên chùm đưa chất thà. Nẹ chập đám nâng bệnh chọc thang ngay nì rộ bò nẹ bên tử đau ca đơn côn. Rương tàng ní miên à nụp hiệp nà. Rồi hốt vì ruộng khní ai plạp đô chì vật nế bàn khăn ông rồi dạp bê tài mân bồn màn khai bần nô. Tại sự phơi ní ra chân à lãng mô cư đàm bây plạp đô chì vật rồi bồn nế ao lươn bông phót tam rồi dạp cốt bọn tệ bạch xa xất đô xâm bộ bạp ní. Pro ca đâm côn cư chì mê đài đài nâng sốt tiên rương chì tràn tiết đàm bây ao nhẹ đâm côn. Ca tăng chật đâm côn rồi hốt cụm mập hay trầm bây thế ngay nâng chui bằng can tham mà bôn mê đáy nê ca đơn côn rộp bò nè. Nơi bê miên cầm lãng mê đáy nê ca đơn côn rộng môn đôi môn xạ sất, nhạc nâng sốp cọp giang đà nẹ trời ca, nâng chăm bát chung bùa nẹ đòi xoay bà vọt.
Cô bọn tế bắt xạ sất tí bì, đồng thơm mơ đỡ xạ sất. Mùi, ạ nụ vật cô bọn tế bắt xạ sất lịch mùi, cứ kết tài rương lộ lộ khôn nông chì vật xà lang vinh chạp tì pro ca tì mùi, đôi pro ca tì bầy. Cất ra rương lộ lộ đập giang hơi sổ xê hai phôl đè nẹ trơ đơn côn. Rốt an còn mật ra đi mà đồng tiền. Nơi bê an rương lộ lộ nì mùi chọp hơi, cho nì dây bịa thà ọ côn. Ocon, ocon. Hai thơ ai aram dung con chumpu avail all o tang nook, mean sap hip chia trâu bom pot tam de at vơ ban. B. Savai rock tmo mùi dom, hai yog mok dat nook by crae. B. Mon cho de yup ni, cho kadap tmo sas at knung dai mccang. Hai kat dorung lo bom pot de ban kat lang nook ngay ni. Buôn. Nị dây ọ côn đo rương lộ bấm phót đại bàn cát lang khăn nông thang ngày nì. Pram, ạ nụ vật cô bọn tệ bạc thơ mô xa sân ní rô rô giúp ngư mơ phây pram mùi giúp bần tuộp. Pram mùi, an cô bọn tệ bạc xa sân xâm rập thang ngày xa ách nơi thang ngày nì. Thang ngày tì bầy, xâm phô nập hiếp đo xa sân. Opamatha, prosen ba net chim mưu chung krai đã nơi lưu lục ni. Nu net nung mân nut chung thơ away tiệt lai. Ta không cô rục thơ away bak mi net nam mơ pong nu. Ta không nippon chum rin thơ away bak mi net nas da pong nu. Ta chnai bong kai bột thô thmay thmay lang mok thơ away bak mi nô na prao vi pong nu. Hai kmien hai paul trơ da tơi nam mok na te. Pro mân tha tơ ti con lai na ko kmien away kok nia dai. Cứ khuyên mà nụ tệ, đôi chân này ta ai từ rộp hiệp rịch rưỡi, rưu sự cách đây sốc một bì nát khăn ông chì vật. Cá tệ tôn nâng cá miên bọt bì sao đuông khăn nha chìa mùi nhạc đồ tây nì hời, đại bà đo sự cách đây sốc, át tình ấy nâng cô đang đo chì vật. Hai ní xong bò nập hiếp miên ở tì bôl châm bùa chì vật chiến rương xem xình. Đang bây tôi tù bàn chì vật đôi cách đây sổ máy, cứ á sài lơ nhạc vô thà. Xong bọn đập hiệp rộp bọn nẹ chè ở tì bôl châm bùa chì vật nẹ còn rất nạc khăn nông bề nì. Hai tao viết chì ọ ca đồ miên thăm ở bôl bóng phót châm bùa cả đơn côn. Đang bấy chắp đang plạp đôi chì vật nẹ giang mà họ sẽ chạc còn rất nạ. Bề nì vì chia xác ban tụt tù skoa bằng nhà nhiên rộp bọn nẹ prát ca bì bù ràn hời. Tam rồi dạ ca sắc xa nâng ca sao chiếu ban bóng hai ở khánh thà. Mình nụ đài ạ nụ vót đài ca đơn côn. Nâng miên xóm phôn nập hiệp chật sật, sổ lành cổ xá nâng mất phẹ căn tạch lăng. Tham tên tụ tụ ban trong nập á róm nâng cá chốt chất bi nẹ đồ tây tiệp phong. Tại miên sự thể tệ của ai rụn thốt môi đại ban bì ca sắc xa xa chiếu ban bóng hàng tháng. Cá rổ u rổ tôm bi nẹ đồ tây mở đống, mình thà chia cùng nhất rư vị trá. Trời tại miên đọc rương lỗ lỗ đàm bầy ai xóm phôn nập hiệp đọc lụt lỗ lỗ. Bà ca rô u rô tôm tèng ơ miên rương lỗ lỗ tất chừng đọp xong bò nập hiếp nâng ạc rộ. Đôi chìa chì vất ạ phía bị phía, vì tùm nô chìa nâng chấp đời ca lên đạc nìa. Ca đơn côn nâng thơ ao xong bò nập hiếp rích lụt lùa. Nơi bè nẹ bóng can ca đơn côn nâng xong bò nập hiếp nà muối. Nốt nẹ nâng tù tùa bàn sẽ kê đây sốc công thàn. Nâng rương lỗ lỗ khăn nông chì vất giang mà hò sạch trà. Hai ca đơn côn châm phô xong bò nập hiếp. Vì bồn mến phát bà đô trâm tay xong bò nập hiệp nụ tê. Cứ phát bà đô khôn nẹ tiết phong đài. Mình tha nẹ bù cài khăn bồn nè. Cả đơn côn ai thơ ở nẹ khá chìa mình nụ bù cài ọt thôn. Miên ca dục dớ, miên ca ả nật ả sô. Nông miên sẽ cả đây mê ta can tài khăn. Rồi hốt đó chồng ngất đài nẹ sơ tài chạm khôn anh mình bàn. Công hăng bần tạch bần tuốt đài nẹ miên. Rư ca rô u rô tuôn bì rương xong bò nập hiếp viên nâng bạc tờ vinh. Bố nâu bê na nẹ đơn côn nẹ nà mà nẹ bật bật gót. Nâng khám yên ở vây đài nẹ nấc trong plạp đô khăn nông khuôn mà nụ nụ tì tê. Nẹ nâng chôp rô u rô tuôn, đây bần tố rư tệ tiên bụ kê. Bố nẹ rô bố tại đơn côn châm bùa rương lỗ lỗ rô bò bụ kê. Tam bất nẹ nâng lên miên thang ngay mơ khơi như rương xem xên đài nẹ thlop rô u tiệt hài. Dương miên chỉ vật ru nới trâm tài bê ni đai bè đô rộ bò dương đơn đol ở với đai miên đồng lai rộ bò dương bình nô. Bịa xong đây miên à nụ phiếp khlang khlang nè. Bro sân bờ nẹ rộ u đạ nẹ nà mà nẹ. Chỉ ạ cô xó cư nẹ bông plan chỉ vật khuôn anh. Chỉ vật rộ bò nẹ từ vinh tê đai miên bành hà. Tam
ដែលអ្នកបានច្បាប់នៃការស្រោបទាញមិនថាអ្នកគិតឬនិយាយពីអ្នកណាទេអ្នកនឹងនាំវាមករកខ្លួនអ្នកអ្នកនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលអ្នកប្រាជ្ញនិងបរមមកគ្រូឆ្នាំក្នុងលោកប្រាប់ឲ្យយើងអនុវត្តការដឹងគុណពួកគេដឹងច្បាស់ថាដើម្បីឲ្យទទួលបានកាន់តែច្រើនក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យជីវិតអ្នកមានតែភាពថ្កុំថ្កើងយ៉ាងមហោស្រពអ្នកត្រូវដឹងគុណអ្នកដទៃក្នុងលក្ខណៈជារបស់គេ បានមនុស្សចំណិតទាំងអស់របស់អ្នកនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងស្រឡាញ់ក្នុងលក្ខណៈជាឯងតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចគោលប្រន្តិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិនៃថ្ងៃនេះគឺការដឹងគុណមនុស្សក្នុងលក្ខណៈជាខ្លួនពួកគេគឺពួកគេទោះសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកពេលនេះល្អតែវានឹងជួយបង្កើនភាពវិសេសថែមទៀតតាមរយៈគោលប្រន្តិបត្តិនេះ ហើយតាមរយៈអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នករកឃើញដើម្បីដឹងគុណក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកនឹងឃើញថាការដឹងគុណស្ដែងភាពស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់វាហើយសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកនឹងស្អិតរមួតដូចក្តីប្រាថ្នានិងផ្គុំផ្គានជាងពេលដែលអ្នកធ្លាប់គិតថាវាអាចទៅរួចទៅទៀតចូលជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានសម្ព័ន្ធភាពចិត្តដិតនឹងអ្នកបំផុតបីអ្នកដើម្បីធ្វើការដឹងគុណអ្នកអាចជ្រើសរើសភរិយាកូនប្រុសឪព
ភ័ក្រដែលល្អបំផុតជីដូនឬអ៊ំអាចជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានសម្ពន្ធភាពចិត្តដិតបំផុតក៏បាន3អ្នកដែលសំខាន់ចំពោះអ្នកតែអ្នកត្រូវតែមានរូបថតអ្នកទាំង3អ្នកនោះរូបថតអាចជារូបថតរបស់គេតែម្នាក់ឯងឬរូបថតជាមួយអ្នកក៏បានពេលជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានសម្ពន្ធភាពចិត្តដិតនឹងអ្នកចំនួន3អ្នកនិងរូបថតរបស់ពួកគេបានហើយចូលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តភាពស័ក្តិសិទ្ធិតទៅទៀតអង្គុយចុះហើយគិតដល់រឿងផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកដឹងគុណចំពោះពួកគេម្នាក់ម្នាក់ខ្លាំងបំផុតតើអ្នកស្រឡាញ់ចំណុចណាក្នុងខ្លួនគេតើគុណសម្បត្តិដែលល្អបំផុតរបស់គេគឺអ្វីអ្នកនឹកគុណដែលគេចេះអត់ធ្មត់ក្នុងការស្ដាប់មានទេពកោសលមានកម្លាំងចិត្តសម្រេចចិត្តដាច់ខាតឆ្លៀសវៃពូកែសើចមានអារម្មណ៍រីករាយកែវភ្នែកភ្លឺថ្លាញញឹមស្រស់និងទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់គេអ្នកនឹកគុណដល់រឿងផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកធ្វើរួមជាមួយគេឬនឹកដល់កំឡុងពេលគេនៅដើម្បីអ្នកយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រអ្នកបន្ទាប់ពីគិតដល់រឿងដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណក្នុងខ្លួនមនុស្សនោះមួយរយៈហើយចូលដាក់រូបរបស់គេនៅខាងមុខអ្នករួចហើយសរសេររឿងដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណខ្លាំងបំផុតក្នុងខ្លួនមនុស្សនោះ5រឿងចូលទៅក្នុងសៀវភៅឬកុំព្យូទ័រសរសេរបណ្ដាសំឡឹងមើលរូបថតគេបណ្ដាចាប់ផ្ដើមមួយប្រយោគមួយប្រយោគដោយសរសេរពាក្យថាអរគុណរួចដាក់ឈ្មោះគេរួចហើយសរសេរនៅអ្វីដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ដឹងគុណឧទាហរណ៍អរគុណចូនដែលតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំសើចឬអរគុណម៉ែដែលតែងគាំទ្រកូនឲ្យបានរៀនរហូតដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យធ្វើកំណត់ត្រារួចរាល់ទាំង3អ្នកហើយចូលបន្តគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិនេះដោយដាក់រូបថតរបស់ពួកគេតាមខ្លួនទៅកន្លែងធ្វើការក្នុងថ្ងៃនេះដាក់កន្លែងដែលអ្នកអាចឃើញញឹកញាប់នៅពេលណាក៏ដោយដែលអ្នកឃើញរូបថតនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលនឹកគុណបុគ្គលនោះដោយការនិយាយពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិថាអរគុណដូចជាអរគុណហេលីប្រសិនបើអ្នកមិនសូវនៅកន្លែងធ្វើការទេចូលដាក់រូបថតនោះតាមហោប៉ៅឬកាបូបហើយព្យាយាមមើលរូបថតនោះឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយធ្វើដូចគ្នាគ្រប់ទាំង3អ្នកពេលនេះអ្នកដឹងពីវិធីប្រើធម្មពលស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកឲ្យក្លាយជាសម្ព័ន្ធភាពស័ក្តិសិទ្ធិហើយទោះបីជាវាពុំមែនជាផ្នែកមួយនៃគោលបំណងក្នុងសិភើនេះតែអ្នកអាចនាំយកគោលការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះទៅប្រើរាល់ថ្ងៃបានបើអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់សម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកបានល្អពិសេសអ្នកអាចប្រើវាជាច្រើនដងក៏បានតាមតែអ្នកចង់អ្នកកាន់តែដឹងគុណដល់រឿងល្អៗក្នុងសម្ព័ន្ធភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាគ្រប់សម្ព័ន្ធភាពក្នុងជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងអស្ចារ្យតាមនោះដែរគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិទី3សម្ព័ន្ធភាពដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ1អនុវត្តគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិលេខ1គឺគិតដល់តែរឿងល្អៗនៃជីវិតសារឡើងវិញពីប្រការ1ដល់ប្រការ3ដោយកត់ត្រារឿងល្អៗទាំង10យ៉ាងរួចសរសេរហេតុផលដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណអានកំណត់ត្រានេះសារជាថ្មីម្ដងទៀត
lúc bê an rương lộ ni mùi ni mùi chọc hỏi cho ni dây thà ô côn, ô côn, ô côn. Hỏi thơ ai à rộng đăng côn châm bù ở vầy lộ lộ tiền nú miên sạp hiệp chơi chơi bông phót tam để át vỡ bàn. Bì chơi rơ mà nú đã chất đất bông phót bầy nẻ nâng rộp rục thót rộp bọc bụ kê ở bàn. Bầy đã rụt thoát nơi bì mốc rồi sổ xe bì ở với đèn nẹ trời đơn con khlang bóng phót trong bộ bộ cô nước ở bàn pram trong nốt cho tự khôn siêu phơ rưu computer. Buồn cho chạp đa môi pro dốc đòi biết xạ sất cử ở côn rồi thêm đòi chung bộ bộ cô nước nâng ở với đèn nẹ đơn con khlang trên kế. Pram đã rụt thoát tàng bay tam khôn nẹ khôn ông thang ngày ní. Rứa đã nơi tì còn lấy để nẹ bàn mơ khơi nhận nhọt. Trái chết bê mơ rụt tàng nu dàng tách ở bàn bay đông khăn nông mười tháng ngày. Nị dây ô côn nâng rụt thọt rồi bỏ kế đôi chìa ô côn hê lý chỉ đàm. Bà mùi môn cho đầy dụng ní cho cả đạp thơ mô xạ sất khăn nông đầy mực kháng. Rồi nị dây bịa xạ sất thà ô côn. Xâm rạp rương lỡ ô bấm phót đầy cạt lãng khăn nông tháng ngày nị.